Một tên trộm lẻn vào nhà, con chó lười biếng không sủa báo động. Con lừa thấy vậy liền nói: "Anh mau gọi chủ nhân dậy đi." Con chó vẫn không lên tiếng và ngủ tiếp. Con lừa muốn đánh thức chủ nhân dậy liền lớn tiếng kêu. Người chủ quả thật có tỉnh dậy, nhưng lại nhanh chóng lấy cây gậy chạy ra khỏi nhà và cho con lừa một trận, còn mắng: "Ngươi kêu cái gì? Đêm hôm còn không cho người ta ngủ yên." Tên trộm sợ hãi bỏ chạy, nhưng chú lừa cũng bị đánh một trận đòn đau. Khổng Tử nói: "Thấy việc nghĩa không làm thì không phải kẻ dũng." Như trong câu chuyện ở trên, nhiệm vụ của chú lừa không phải là trông nhà, nhưng chú vẫn quyết kêu báo động, dù biết làm vậy sẽ bị ăn đòn. Quả thực, chú lừa cũng rất có dũng vậy.